cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Theo Điều 18 Nghị định 30/2017/NĐ-CP về chế độ đối với người làm nhiệm vụ trực bão, hiện nay là bão Yagi được quy định như sau. Về mức hưởng, người trực tại Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, người trực tại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp thuộc các bộ ngành địa phương được hưởng chế độ trực ban đêm bắt đầu từ 22 giờ như sau. Mức 1, trực có thời gian 4 giờ trên ngày trở lên, được hưởng mức tiền ăn thêm trên ngày bằng 4% nhân với lương cơ sở theo quy định hiện hành, tương đương 93.600 đồng. Mức 2, trực có thời gian từ 2 giờ đến dưới 4 giờ, được hưởng mức tiền ăn thêm bằng 2% nhân với lương cơ sở theo quy định hiện hành, tương đương 46.800 đồng. Về số lượng người trực, tại Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quy định. Tại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp do Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành địa phương cấp tỉnh quy định, chi phí cho trực được tính vào ngân sách chi hoạt động thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các bộ ngành địa phương. Điều 19 nghị định này cũng quy định chế độ đối với người được huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền được trợ cấp ngày công lao động từng ngành, nghề theo mức do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Đối với lao động phổ thông, mức trợ cấp ngày công thấp nhất bằng 0,1 lần mức lương cơ sở. Đối với lao động có liên quan trực tiếp đến chất phóng xạ, tác nhân sinh học hóa chất độc hại, mức trợ cấp thấp nhất bằng 0,1 lần mức lương cơ sở. Nếu làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau, được tính gấp đôi. Làm nhiệm vụ trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm thì được bồi dưỡng tại chỗ theo quy định của pháp luật. Đối với người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, theo quyết định của cấp có thẩm quyền, được cơ quan tổ chức nơi người đó làm việc trả nguyên lương và các khoản phụ cấp được thanh toán phụ cấp đi đường và tiền tàu xe khi làm việc trong môi trường độc hại và nơi có phụ cấp khu vực được hưởng theo chế độ hiện hành. Chi phí cho các khoản nói trên được tính vào ngân sách chi hoạt động thường xuyên của cơ quan đơn vị. Cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị, động viên được huy động thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật. Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, đến 6 giờ ngày 15 tháng 9, bão số 3, mưa lũ, sạt lở, ngập lụt do hoàn lưu bão đã làm 348 người chết, mất tích, 1.921 người bị thương, gần 232.000 ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 190.000 hecta lúa bị ngập úng thiệt hại, gần 48.000 hecta hoa màu bị ngập úng thiệt hại, gần 32.000 hecta cây ăn quả bị hư hại, 3.269 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, hơn 2,6 triệu gia cầm, gia súc bị chết. Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái hư hỏng, nhiều biển hiệu quảng cáo, cột điện, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ. Quân đội đã huy động 438.275 người, 6.642 phương tiện ứng phó với bão, 107.911 lượt người và 2.142 lượt phương tiện ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét. Công an huy động hơn 150.000 cán bộ chiến sĩ tham gia ứng phó khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão. Các cấp chính quyền cơ sở, lực lượng xung kích, đoàn thanh niên được huy động tối đa triển khai ứng phó khắc phục hậu quả bão mưa lũ. Do ảnh hưởng của bão số 3, bão Yagi, nhiều người lao động đã phải nghỉ làm nhiều ngày, vậy họ có được trả lương các ngày này? Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, việc người lao động tạm nghỉ làm để tránh bão được xác định là trường hợp người lao động phải ngừng việc. Khi đó, việc thanh toán tiền lương trong thời gian ngừng việc sẽ được xem xét dựa trên quy định tại Điều 99 Bộ Luật Lao động 2019 như sau.
Thứ nhất, nếu ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng. Thứ hai, nếu ngừng việc do lỗi của người lao động, người đó không được trả lương. Trường hợp người lao động có lỗi khiến công ty phải ngừng việc, những người lao động khác sẽ được trả lương theo mức thỏa thuận với công ty nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Thứ ba, nếu ngừng việc vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di rời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì người lao động và công ty sẽ thỏa thuận về tiền lương ngừng việc. Mức thỏa thuận được tính cụ thể như sau. Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày trở xuống, tiền lương ngừng việc trong những ngày này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Theo quy định cũ, mức lương tối thiểu các vùng từ 1 đến 4 lần lượt là 3,25 triệu, 3,64 triệu, 4,16 triệu và 4,68 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, theo quy định mới tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP của Chính phủ, lương tối thiểu vùng hiện được nâng lên ở các mức là 3,45 triệu, 3,86 triệu, 4,41 triệu và 4,96 triệu đồng mỗi tháng, tương đương mức lương theo giờ lao động từ 16.600 đồng tới 23.800 đồng trên giờ. Trường hợp ngừng việc trên 14 ngày, tiền lương ngừng việc trong những ngày này phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng trong 14 ngày đầu tiên. Đối với tình huống phải nghỉ việc do bão Yagi, đây là trường hợp do yếu tố thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm. Do thời gian ngừng việc dự kiến dưới 14 ngày, mức lương người lao động được hưởng trong những ngày này sẽ do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại nơi người lao động đang sinh sống. Theo khoản 2, 1, điều 6, thông tư 78/2014/TT-BTC sửa đổi tại điều 4, thông tư 96/2015/TT-BTC thì trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí, được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau. Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật. Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp, bảo hiểm hoặc tổ chức cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Hồ sơ đối với tài sản hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ như sau. Biên bản kiểm kê giá trị tài sản hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập. Biên bản kiểm kê giá trị tài sản hàng hóa tổn thất phải xác định rõ giá trị tài sản hàng hóa bị tổn thất, nguyên nhân tổn thất, trách nhiệm của tổ chức cá nhân về những tổn thất, chủng loại, số lượng, giá trị tài sản hàng hóa có thể thu hồi được nếu có. Bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị tổn thất có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường nếu có. Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức cá nhân phải bồi thường nếu có. Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do quá trình thay đổi sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng được tính vào chi phí được trừ như sau. Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập. Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng, chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được nếu có, kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường nếu có. Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức cá nhân phải bồi thường nếu có. Hồ sơ nêu trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu. Theo khoản 1 điều 3 Luật Phòng chống thiên tai 2013 sửa đổi 2020 thì thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế xã hội, bao gồm bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy hoặc hạn hán, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, cháy rừng do tự nhiên, rét hại, mưa đá, sương mù, sương muối,
động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác.